Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tháng 8 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tý âm lịch khó yên ổn nếu không giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Ảnh hưởng của tứ hành xung nên nhìn chung cuộc sống của con giáp tuổi Tý tháng 8 âm lịch có nhiều việc không như ý. Chủ yếu căng thẳng trong thời gian này đến từ các mối quan hệ, hầu như bạn và họ không cùng chung tư tưởng nên dễ bị đối đầu, căng thẳng. Về khía cạnh sự nghiệp, cho dù bạn tham vọng rất nhiều nhưng cũng phải kiên nhẫn thực hiện từng bước, càng vội vàng càng dễ có sai sót. Nhân khi có sao Thiên Đức hỗ trợ cho sự nghiệp hanh thông thuận lợi, con giáp tuổi Tý nên tận dụng cơ hội tốt như thế này để phát triển sự nghiệp. Chỉ khi bạn chăm chỉ, nỗ lực thì may mắn tiền bạc mới bắt đầu xuất hiện. Bạn nên duy trì sự chăm chỉ và kiên nhẫn hiện tại vì bạn sẽ chẳng bị phụ đâu. Càng khi khó khăn trở ngại thì càng phải giữ cho mình tinh thần lạc quan, cố gắng phát huy hết năng lực của mình, dùng sự lạc quan để đối mặt với mọi thách thức trong đời, rồi sẽ có được mục tiêu mình muốn. Chuyện tình cảm đôi lứa cũng khiến bản mệnh phải đau đầu suy tính khi mà hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, thậm chí có thể lừa dối, phản bội nhau. Sống cùng nhau mà bằng mặt chẳng bằng lòng, hạnh phúc chẳng thấy mà chỉ là nỗi buồn. Bản mệnh hãy nhìn kỹ lại mối quan hệ của mình. Nếu còn tình cảm còn có thể cứu vãn thì hãy tha thứ, bao dung cho nhau để giữ lấy hạnh phúc. Còn nếu tình cảm đã cạn thì nên học cách buông tay, đừng gò ép bản thân mà khiến mình càng lún sâu vào bi kịch. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tý âm lịch sự nghiệp. Tháng này làm việc gì con giáp tuổi Tý cũng phải cẩn trọng, nhất là với những việc ảnh hưởng đến uy tín thì bạn nên chấp nhận việc mình chịu thiệt một chút, mất chút tiền mà giữ được lòng tin với người khác thì vẫn là điều nên làm. Nửa đầu tháng, có thể bạn sẽ thấy nhiệt huyết trong mình như xỉu đi, tâm trí đòi hỏi được thư giãn. Nửa cuối tháng, sức mạnh tinh thần trở lại như làn sóng dâng cao. Lúc này bạn phải tận dụng tốt lợi thế của mình, nhất là khi bản mệnh là con giáp có trí nhớ cực tốt thì có thể gây ấn tượng về những thông tin mà bạn ghi nhớ được để hỗ trợ cho công việc. Tuy nhiên bản mệnh cũng nên lưu ý điều hướng năng lượng vào công việc, tránh trở nên quá khích trong các mối quan hệ xã hội. Bản mệnh nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh tình trạng công việc bị ảnh hưởng bởi sự thất thường của bạn đấy nhé. Nên lưu ý rằng việc công việc tư không bao giờ được lẫn lộn. Sao Thiên Đức vẫn có thể cứu bạn thoát khỏi tình huống khó khăn nếu bạn đủ nhạy cảm để nhận diện ra tình hình hiện tại, miễn là bạn đừng để cho bất cứ ai có quyền tác động lên cảm xúc của bạn. Đừng vì mới cãi nhau với người yêu mà không muốn làm việc khiến mọi thứ bê trễ, làm thì để xảy ra sai sót và người khác luôn phải đi theo nhắc nhở. Nếu thế, hình ảnh của bạn trong mắt mọi người sẽ vì thế mà không được còn được như trước đây nữa đâu. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tý âm lịch tài lộc. Có thể thấy tháng này con giáp tuổi Tý phải chi tiêu khá nhiều, mới đầu tưởng rằng chỉ là mấy việc vặt thôi nhưng khi tính tổng lại đó là một khoản tiền đủ để bạn làm một số việc quan trọng. Nếu ham mê, muốn sở hữu một món đồ đắt tiền nào đó thì thời điểm này chưa thực sự thích hợp đâu con giáp tuổi Tý nhé. Nhưng bạn vẫn có thể để dành mỗi hôm một chút để thực hiện mong muốn của mình. Mỗi khi thực hiện việc gì liên quan tới tiền bạc thì bản mệnh phải hết sức thận trọng, thậm chí nhờ người khác kiểm tra hộ trước khi gửi đi, tránh sai sót ở mức tối thiểu. Nếu không bạn có nguy cơ phải đền bù số tiền đó đấy. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền mà bạn không thể giúp thì đừng vì thế mà buồn quá. Có thể trước đây bạn đã từng được họ giúp nên bạn cũng có mong muốn được đáp lại nhưng với tình hình khó khăn hiện tại thì nên nói cho họ thông cảm với hoàn cảnh của bạn nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tý âm lịch tình duyên. Tử vi chỉ ra rằng, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý giai đoạn này vẫn chưa thấy có gì khởi sắc nên người độc thân đừng quá hy vọng điều gì đó quá xa xôi. Chỉ mới một vài cuộc hẹn hò thưa thớt sẽ chẳng nói lên điều gì trong lúc này cả. Bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng không phải ai cũng dễ dàng, may mắn gặp được người phù hợp ngay đâu, việc gì cũng cần phải thử nghiệm và thay đổi nữa nhé. Thậm chí có thể khi bạn có một buổi hẹn như ý nhưng có thể vì một điểm khác biệt nào đó giữa hai người mà đối phương muốn cắt đứt liên lạc với bạn.
Lúc này thì đừng quá tự dằn vặt hay tự trách bản thân, cả bạn và người ấy đều không có lỗi gì ở đây cả, đơn giản là không phù hợp mà thôi. Diễn biến tình cảm của những cặp đôi khá khó lường khi người ấy lúc tỏ ra hết mình với bạn lúc lại thờ ơ, vô tâm đến khó hiểu. Có lúc bạn tự nhắc nhở rằng chắc họ chỉ đang quá bận rộn mà thôi nhưng trong lòng có chút buồn phiền. Đừng tự mình suy diễn quá nhiều, nếu cần điều gì từ anh ấy, cô ấy bạn có thể nói thẳng ra để cho họ hiểu. Điều quan trọng là khi hai người cùng có mong muốn vun vén tình cảm thì sẽ có cách phù hợp, còn nếu đối phương cứ mãi trốn tránh thì bạn nên xem xét lại mối quan hệ này đấy. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tý âm lịch sức khỏe. Sức khỏe của con giáp tuổi Tý lúc này khá ổn định, thậm chí nhiều người bệnh nhanh khỏi ốm khi bạn đảm bảo được giấc ngủ sâu và đúng giờ. Hãy cố gắng phát huy thói quen tốt này để dần thấy được những thay đổi tích cực hơn nữa bạn nhé. Tuy nhiên, nhất bạch nhập trung cung, mệnh chủ cần chú ý đến sức khỏe, nhất là về chế độ ăn của mình, bản mệnh dù là người hảo ngọt cũng nên hạn chế ăn quá nhiều đường như hiện tại. Việc này cũng sẽ dễ dẫn đến tăng mỡ cơ thể, là nguy cơ liên kết với nhiều bệnh như tim mạch, ung thư. Nên ưu tiên ăn đồ tươi vì lúc đó đồ ăn mới nhiều dưỡng chất, hạn chế việc để đồ ăn qua đêm, dù là để vào tủ lạnh đi chăng nữa cũng làm giảm lượng vitamin đáng kể đấy bạn nhé. Dù là làm việc nơi công sở bận rộn nhưng bản mệnh lưu ý là đảm bảo việc cơ thể thường xuyên được vận động. Hãy thường xuyên đứng lên đi lại dù là đi lấy nước, đi vệ sinh, lấy tài liệu. Cũng giúp bạn đỡ ngồi một chỗ quá lâu rồi. Cách tăng vận may cho bạn tuổi Tý. 1. Mậu Tý, hỏa, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết cứ nỗ lực làm việc hết mình, chớ nghĩ nhiều rồi điều gì đến sẽ đến. Quý nhân, Thìn, Tỵ, tiểu nhân, Mùi, hợi, màu sắc may mắn, vàng, hồng. 2. Canh Tý, thổ, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết có người làm bạn thất vọng khi bạn đặt hoàn toàn niềm tin vào người ta. Quý nhân, Mão, Sửu, tiểu nhân, Tỵ, ngọ, màu sắc may mắn, bạc, nâu. 3. Nhâm Tý, mộc, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết, bạn chẳng chịu quan tâm, thấu hiểu người ta thì đừng mong họ quan tâm tương tự. Quý nhân, Thìn, hợi, tiểu nhân, Dần, dậu, màu sắc may mắn, đen, cam. 4. Giáp Tý, kim, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết, chú ý quan sát thái độ của những người xung quanh để có phản ứng lại cho phù hợp. Quý nhân, Tỵ, mùi, tiểu nhân, hợi, ngọ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng. 5. Bính Tý, thủy, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết, cuối cùng bạn là người tự cứu mình ra khỏi những tình huống khó khăn. Quý nhân, hợi, Thìn, tiểu nhân, Thìn, Dần, màu sắc may mắn, tím, đỏ.